Xin chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Kính thưa quý cô bác, có lẽ nhiều cô bác đang xem chương trình cũng có thói quen uống cà phê mỗi ngày đúng không ạ? Chúng ta dùng cà phê khi cần sự tỉnh táo, khi tiếp khách quý đến nhà chơi, thậm chí còn dùng làm quà tặng cho những người thân yêu nữa. Vậy cô bác thường uống cà phê theo những cách nào ạ? Nếu như chỉ uống với sữa hoặc đường thì thật sự sẽ rất uổng phí loại đồ uống đặc biệt này. Bởi vì cà phê là một loại đồ uống rất tốt cho sức khỏe. Nếu cô bác uống cà phê cùng những thứ này, thậm chí lợi ích sức khỏe còn được tăng lên rất nhiều, giúp cô bác cải thiện tới 30% tuổi thọ tự nhiên và rất nhiều những phản ứng tốt đối với cơ thể. Vì có rất nhiều cô bác đã gửi phản hồi về cho chương trình để hỏi cách uống cà phê đúng cách, nên trong chương trình hôm nay, các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho cô bác một số mẹo kết hợp cà phê cùng với các thực phẩm khác để cải thiện sức khỏe và tuổi thọ. Những thực phẩm nên kết hợp cùng cà phê là gì, cách kết hợp như thế nào và hiệu quả mang lại ra sao? Hãy cùng theo dõi chương trình hôm nay của bác nhé! Cà phê nổi tiếng là thức uống thơm ngon và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một số lợi ích của việc uống cà phê mỗi ngày có thể kể đến như: 1. Là tác động tích cực đến hệ thống não bộ. Cô bác thường thấy tinh thần hưng phấn, giảm stress và căng thẳng sau khi uống cà phê. Đó là nhờ caffeine có trong cà phê có tác dụng tuyệt vời trong việc đánh thức mọi tế bào, kích thích tư duy và trí tuệ con người, mang đến sự minh mẫn, tỉnh táo nhanh chóng trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Nếu cô bác cảm thấy đau đầu thì hãy thử tự pha cho mình một tách cà phê ngay lúc đó. Đảm bảo với cô bác là cơn đau đầu dữ dội sẽ được thuyên giảm đáng kể. Các nghiên cứu và các thống kê trên thực tế trên thế giới đã cho thấy là có đến 58% các trường hợp cho rằng cảm giác đau đầu đã giảm đáng kể khi họ uống cà phê. Ngoài ra, một tác động tích cực hay lợi ích khi uống cà phê đến não bộ là giúp cô bác tăng khả năng tập trung, suy nghĩ tích cực hơn. Việc sử dụng cà phê đen nguyên chất thường xuyên còn có khả năng giảm 15% nguy cơ trầm cảm và giảm đến 50% nguy cơ phụ nữ tự tử do trầm uất sau sinh. Vì vậy, khi cô bác hay người thân cảm thấy tiêu cực hay căng thẳng đầu óc thì đừng bỏ qua cách giải quyết đơn giản, đó là pha ngay một tách cà phê để nhâm nhi nhé. 2. Là ngăn ngừa bệnh gút, sạch nội tạng và phòng chống ung thư. Giảm nguy cơ mắc bệnh gút là một trong những điều giảm tuyệt vời nhất mà cà phê mang lại đối với sức khỏe của người dùng. Đây là một thông tin vô cùng xác thực đã được chứng minh bởi giới khoa học. Theo đó thì bệnh gút xảy ra do sự gia tăng axit uric trong máu, mà việc uống nhiều cà phê có khả năng đào thải axit uric vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, trong cà phê có chứa nhiều hợp chất có lợi bao gồm caffeine và khoáng chất polyphenol rất tốt cho người mắc bệnh gút. Để hỗ trợ trị bệnh gút tích cực, người bệnh nên uống 1 đến 2 ly cà phê một ngày. Bên cạnh đó thì cô bác cũng có thể uống cà phê để ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu khác, cà phê có tác dụng phòng chống ung thư một cách diệu kỳ. Cô bác biết là chất oxy hóa có trong cà phê có khả năng chống lại các tế bào ung thư một cách vô cùng hiệu quả. Đặc biệt, cà phê mang đến hiệu quả tích cực với các căn bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư gan, ung thư vú, ung thư da hay ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Hầu như mọi người đều thích cho thêm sữa đặc hoặc đường vào cà phê để uống cho ngon và cũng chỉ biết đến cách uống phổ biến này là kết hợp với cà phê và sữa. Tuy nhiên, việc này lại không có lợi cho sức khỏe, chỉ dễ gây tăng cân và béo phì. Thay vào đó, cô bác có thể cho thêm 5 thứ này để tăng dưỡng chất và bổ sung vitamin cho sức khỏe. Thứ nhất đó là nghệ. Ai cũng biết cho nghệ vào sữa rất tốt cho sức khỏe. Vậy nếu thay đổi thành phần cà phê thì sao? Nhờ hợp chất curcumin đặc trưng của nghệ, sự kết hợp này sẽ vừa giúp tăng cường hương vị của cà phê, vừa hỗ trợ cung cấp chất chống viêm và chất chống oxy hóa dồi dào mà ít loại thuốc nào có thể làm được. Cũng hệt như cacao, cô bác chỉ cần pha cà phê xong rồi cho thêm một muỗng nhỏ bột nghệ vào, khuấy đầu lên là thưởng thức. Nếu thấy đắng quá thì có thể cho ra giảm tùy khẩu vị, nhưng chỉ cần cho một chút đường thôi nhé. Cách dùng: cho nghệ với nước cốt dừa hoặc các loại sữa thực vật khác vào cà phê. Cà phê pha với nghệ có màu vàng đẹp mắt. Và để tăng thêm lợi ích của cà phê, hãy cùng với nó là một nhúm hạt tiêu đen. Hạt tiêu đen có khả năng làm tăng hấp thụ các chất có trong nghệ,
tức là mang lại tác dụng nhiều hơn mà không cần phải tăng liều. Hai là bột cacao. Cacao có khả năng làm giảm tác dụng phụ khó chịu của caffeine trong cà phê. Thông thường mặc cảm giác này giống như chúng ta đang lo lắng. Mặc dù hàm lượng caffeine có trong cà phê bị giảm, nhưng cacao có khả năng làm lượng máu lên não nhờ chất theobromin. Như vậy, làm tăng sự chú ý và tăng cường sự tỉnh táo, nhận thức một cách hiệu quả nhất. Hàm lượng chất chống oxy hóa có trong cacao nhiều hơn so với trà xanh và rượu vang. Do vậy, khi uống cà phê kết hợp với bột cacao sẽ giúp cho cô bác tươi trẻ hơn. Đây là những lý do mà cô bác nên uống cacao kèm với cà phê vào mỗi buổi sáng để có một ngày làm việc hiệu quả, đồng thời duy trì sự tỉnh táo trong suốt một ngày dài làm việc, giảm được cường độ cảm xúc, tăng mức độ giận dữ và lo lắng. Cách dùng như sau, cô bác pha một muỗng canh cacao thô và một tách cà phê giúp bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa và magie. Cô bác nên dùng cacao thô hữu cơ để có tác dụng tốt nhất vì loại này khác với bột cacao thông thường. 3 là tăng cường hệ miễn dịch với cà phê nấm. Cho nấm vào cà phê nghe có vẻ lạ nhưng nấm có một số lợi ích đáng ngạc nhiên đối với sức khỏe của chúng ta, bao gồm đặc tính kháng virus, chống viêm và tăng cường miễn dịch. Nấm cũng là một trong những chất chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Các thử nghiệm trên chuột cho thấy nó có tác dụng chống ung thư và phòng ngừa bệnh gan. Ngoài ra, nấm cũng có tác dụng hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột để tiêu hóa tốt hơn. Lưu ý, mỗi loại nấm có tác dụng khác nhau. Ví dụ, nếu cô bác muốn tăng cường sinh lực, hãy chọn nấm đông trùng hạ thảo. Còn để giảm căng thẳng và ngủ ngon thì dùng nấm linh chi. Cách dùng, cô bác có thể mua bột nấm riêng để pha cà phê theo liều lượng ghi sẵn hoặc mua cà phê rồi về đóng gói sẵn. Thứ tư đó là gừng. Chỉ cần cắt thành từng lát hoặc bằm nhỏ gừng rồi cho vào cà phê thì cô bác đã có ngay một ly uống thơm ngon, cay nồng, giúp hàng ngừa được tá bệnh nguy hiểm. Từ lâu gừng đã nổi tiếng với công dụng giảm buồn nôn, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm đau cơ xương khớp và ngừa ung thư, và đặc biệt là giảm co thắt kinh nguyệt ở phụ nữ. Gừng cũng có tác dụng giảm đau cơ, giảm cholesterol máu và hỗ trợ tiêu hóa. Vậy nên cô bác có thể cân nhắc thêm gừng khi uống cà phê nhé. Cách dùng như sau. Cho gừng trực tiếp vào cà phê, tối đa một thìa cà phê gừng cho một tách. Nếu cô bác có gừng tươi còn sót lại sau khi làm các món ăn thì hãy bào nhuyễn rồi chia thành từng phần nhỏ bằng thìa cà phê, cất trong ngăn đá tủ lạnh để khi nào cần dùng thì chỉ việc lấy từng phần và cho vào cà phê. Thứ năm đó là quế. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng quế có thể làm giảm lượng đường ở trong máu, giảm cholesterol và chất béo trung tính ở bệnh nhân tiểu đường. Chỉ cần thêm quế vào cà phê, cô bác đã tăng cường chất chống oxy hóa và ngừa nguy cơ mắc bệnh tim hiệu quả. Nếu cô bác thấy cà phê đang quá vô vị và muốn đổi mới thì đừng ngại gì mà không cho thêm một ít quế vào. Để giảm thiểu nguy cơ mắc các tác dụng phụ không mong muốn, cô bác hãy chọn mua quế Ceylon thay vì quế Cassia. Tuy không phổ biến bằng nhưng lợi ích nó mang lại nhiều hơn. Cách dùng, khuấy 1/2 thìa cà phê vào tách cà phê đã pha hoặc trộn 1 thìa cà phê vào bột cà phê xay rồi pha như bình thường. Nên tìm mua quế Ceylon, còn đừng gọi là quế thật. Loại này thì hơi khó tìm và giá đắt hơn nhưng chất lượng cao hơn nhiều so với loại quế Cassia là loại chất lượng thấp hơn cũng được bán rất nhiều trên thị trường. Quế Ceylon cũng an toàn hơn cho sức khỏe khi dùng thường xuyên, trong khi loại Cassia có chứa chất Calmagrin nhiều hơn, được cho là không an toàn khi dùng với lượng lớn. Thưa quý cô bác, có thể thấy cà phê mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, cũng như có thể kết hợp với rất nhiều loại nguyên liệu khác để tăng hương vị, vừa tăng cường cho lợi ích sức khỏe. Nếu chưa kịp ghi chép lại, cô bác có thể ấn nút chia sẻ ở phía dưới video để lưu lại video này và xem sau, đồng thời giúp nhiều người cùng biết tới những cách dùng mới này của cà phê để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe của loại đồ uống này của bác nhé. Và nếu bà con cô bác có bất cứ thắc mắc nào xoay quanh loại đồ uống này, hãy kịp thời để lại bình luận ở phía dưới để chương trình sẽ giải đáp kịp thời. Thêm vào đó, mặc dù cà phê là như vậy rất tốt, tuy nhiên, để phát huy đúng tác dụng của cà phê đối với sức khỏe, cô bác cũng cần lưu ý những thời điểm thích hợp để uống cà phê và những đối tượng nào nên tránh uống cà phê này.
các chuyên gia của chúng tôi đã chứng minh có những thời điểm trong ngày khá nhạy cảm, nếu uống cà phê thì có thể biến thức uống thơm ngon bổ dưỡng này thành thuốc độc. Hoặc nếu như mắc một số bệnh lý đặc biệt thì cũng không nên uống cà phê. Vậy đâu là thời điểm không nên uống cà phê trong ngày? Và nếu như uống tại những thời điểm này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng ra sao? Nhưng ai không nên uống cà phê? Không để cô bác phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo. 1. Thời điểm đầu tiên không nên uống cà phê là không nên uống vào sáng sớm. Cô bác không nên nghĩ rằng vừa ngủ dậy còn lơ mơ thì uống cà phê sẽ tỉnh táo. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, uống cà phê ngay sau khi thức dậy có thể khiến cô bác cảm thấy chán nản và buồn chồn, cũng như sụt giảm năng lượng tích cực chỉ vài giờ sau đó. Lý giải một cách khoa học thì cô bác vừa thức dậy, lượng cortisol trong cơ thể tăng cao. Đây là hormone khiến cô bác cảm thấy căng thẳng, lo lắng và mệt mỏi. Nếu cô bác bổ sung caffeine này ngay vào thì sẽ làm tăng corticochrome, khiến tâm trạng bồn chồn, hồi hộp và lo lắng. Vì vậy, cô bác hãy chắc chắn không tìm đến cà phê một cách vô tội vạ, vội vàng vào buổi sáng. Thay vào đó, hãy tập ngủ sớm vào tối hôm trước và ăn uống khoa học cũng sẽ giúp cơ thể nạp đủ năng lượng mỗi ngày. Thêm nữa, buổi sáng là thời điểm đang đói. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, nếu cô bác uống cà phê lúc đói, có thể sẽ khiến chân tay bị run rẩy, lo lắng, tăng nhịp tim hay bao gồm những thay đổi về tâm trạng, khó chịu và khả năng mất tập trung làm việc của chính mình. 2. Là thời điểm không nên uống cà phê là khoảng thời gian sau 3 giờ chiều. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tác động kích thích lên thần kinh của cà phê có thể kéo dài đến 6 giờ sau khi uống. Bởi vậy, nếu cô bác muốn ngủ tốt thì cô bác không nên uống cà phê sau trước khi đi ngủ là 3 giờ chiều. Tốt nhất cô bác nên ngừng uống cà phê từ sau 2 giờ chiều. Nếu cảm thấy tinh thần không được tốt và uể oải, hãy thử uống trà xem sao. Trà xanh cũng là một thành phần có caffeine chiếm đến 1/3, nên có thể giúp cho cô bác khắc phục được những cơn buồn ngủ cũng như tạo sự chán nản, uể oải của buổi chiều. Cuối cùng, không nên uống cà phê vào buổi tối. Theo các nhà khoa học cho biết, khi bạn uống cà phê vào buổi tối trước khi đi ngủ, thành phần caffeine sẽ kích thích thay đổi thần kinh từ cà phê kéo dài đến 6 giờ sáng sau khi uống. Do vậy, nếu cô bác muốn có giấc ngủ ngon thì không nên uống cà phê vào buổi tối nhé. Uống cà phê sai thời điểm là điều hoàn toàn không tốt đối với cơ thể. Nếu là một người uống cà phê thông thái hiểu được vấn đề, cô bác nên sáng suốt để lựa chọn thời gian phù hợp để thưởng thức tách cà phê tuyệt hảo một cách trọn vẹn nhất. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần để ý tới giới hạn của việc uống cà phê mỗi ngày. Hiểu một cách đơn giản thì cà phê cũng như các thức uống hay thực phẩm bất kỳ có thể mang lại lợi ích cho con người, nhưng nó phải có giới hạn. Một số người vẫn uống cà phê mỗi ngày, một số người thậm chí uống mọi lúc mọi nơi. Các bác sĩ khuyến nghị cô bác chỉ nên uống từ 1 đến 2 ly cà phê mỗi ngày, tối đa là 4 ngày. Tổng số caffeine khoảng 150-250g là phải. Nhiều hơn 4 ly thì có thể khiến cô bác phải đối mặt với nhiều rủi ro. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng caffeine trong một ngày lớn hơn 1g, tương đương từ 8 đến 12 ly cà phê, nó sẽ dẫn đến ngộ độc, kết quả là gây tình trạng hồi hộp, nôn mửa, ngất xỉu. Uống hơn 10g trong một ngày có thể có nguy cơ tử vong. Đừng nghĩ rằng một người trung bình một ngày tiêu thụ đến 1g cà phê là rất khó, bởi chất caffeine không chỉ có trong cà phê mà ngay cả trong đồ uống cola hoặc trà và một số loại thức uống khác. Vì vậy, cô bác tốt hơn hết nên biết rõ để kiểm soát lượng caffeine đưa vào cơ thể của con người. Bên cạnh những thời điểm nên uống tránh cà phê thì cô bác cũng cần tránh lưu ý để những người sau uống cà phê kẻo sức họa vào thân. Cà phê không chỉ là một món ngon để thỏa mãn vị giác và giúp cho tâm hồn. Chúng ta tìm đến cà phê để giải tỏa căng thẳng, giúp tinh thần tỉnh táo và khơi dậy cảm hứng sáng tạo. Đây thực sự là rất có ích cho sức khỏe. Có 2 nghiên cứu lớn được công bố cho thấy những người uống cà phê sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong sớm. Cụ thể, uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ ung thư 20%, nguy cơ tiểu đường type 2 giảm 20%, nguy cơ Parkinson giảm 30%, nguy cơ mắc bệnh tim 5%. Tuy nhiên, ngay cả khi bác sĩ khi nói rằng cà phê rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng chúng tôi vẫn khuyên là mọi người không nên uống quá 2 cốc một ngày. Ngoài ra, 6 nhóm người sau đây
thì phải rất thận trọng khi chúng ta muốn có nhu cầu sử dụng cà phê. Thứ nhất là các bệnh mắc về gan. Người bình thường chỉ cần 2 giờ để hấp thụ và chuyển hóa cà phê, thế nhưng đối với người bệnh nhân mắc bệnh gan hoặc rối loạn các chức năng gan, quá trình chuyển hóa caffeine có thể mất nhiều thời gian hơn, từ 4 đến 5 giờ. Vì vậy, bệnh nhân mắc bệnh gan phải cẩn thận khi uống cà phê, tốt nhất là không nên uống sau buổi tối để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ do thời gian trao đổi chất dài và tốt nhất không nên vượt quá một cốc mỗi ngày. Hai là bệnh nhân mắc bệnh tiêu hóa. Những cô bác thường xuyên bị đau bụng và đau dạ dày thường được bác sĩ khuyên không nên dùng những loại đồ uống có chất kích thích như rượu, hạt tiêu, cà phê, trà, đồ uống có ga. Lý do là cà phê được nhiều bác sĩ liệt kê trong danh sách đồ uống cần tránh và axit tannin trong cà phê có thể kích thích tiết axit dạ dày, khiến bệnh về tiêu hóa thêm nặng. Sau khi khỏi bệnh, nếu cô bác thỉnh thoảng uống cà phê thì tốt nhất nên sử dụng nó sau mỗi bữa ăn. Ba là phụ nữ có thai. Khi mang bầu, hầu như tất cả chị em đều chú ý đến khẩu phần ăn của mình. Đương nhiên là đồ uống chứa caffeine cũng nằm trong danh sách cần tránh. Điều này chủ yếu là do quá trình chuyển hóa caffeine của phụ nữ mang thai diễn ra chậm. Thời gian mà caffeine tồn tại trong cơ thể sẽ kéo dài, làm ảnh hưởng đến thai nhi. Phát hiện này đến từ các nhà khoa học Israel. Các chuyên gia đã phát hiện ra là cứ 100mg cà phê dư thừa được tiêu thụ hàng ngày trong vòng 3 tháng mang thai khiến cho trọng lượng của trẻ sơ sinh giảm 72g. Ngoài ra, chất này làm suy giảm tăng trưởng chiều cao của thai nhi, chu vi đầu và giảm tuổi thai. 4 là trẻ em. Mặc dù caffeine có thể bất kỳ ai trong chúng ta bị bồn chồn, nhưng nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ đáng chú ý và thậm chí nghiêm trọng hơn với liều lượng nhỏ hơn ở trẻ em. Ví dụ, trẻ em uống quá nhiều caffeine có thể dẫn đến tăng nhịp tim, một cảm giác lo lắng, khó tập trung và đau bụng. Ở một khía cạnh khác, cần xem xét, đặc biệt là ở trẻ mới biết đi, vì cà phê có thể che giấu cảm giác đói. Vì vậy, nếu trẻ mới biết đi không nhận được dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của chúng. Thêm vào đó, bản thân cà phê có tính axit cao, có thể làm hỏng men răng và tăng nguy cơ sâu răng. Thứ năm là bệnh loãng xương. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nếu mỗi ngày cô bác uống 2 cốc cà phê trở lên sẽ khiến cho mật độ xương của xương hông và xương cột sống đều giảm thấp. Mật độ loãng xương liên quan đến số lượng cà phê uống vào mỗi ngày. Caffeine có thể kết hợp với các glycosidium bên trong cơ thể, đồng thời được đào thải ra ngoài qua đường bài tiết. Glycosidium giảm chắc chắn sẽ gây ra sự phân giải của curcumin, từ đó gây cho cô bác bị bệnh loãng xương. Thứ hai đó là những người bị bệnh nhân tim mạch. Bệnh nhân tim mạch có các rào cản chức năng tim riêng, trong khi đó thì cà phê cũng có gây ra sự kích thích tới các chức năng hoạt động của tim. Nếu người bệnh uống quá nhiều cà phê thì caffeine sẽ làm tăng thêm sự kích thích lên hoạt động của tim, nó có thể gây tăng huyết áp và nhịp tim tạm thời. Nhưng cô bác đang mắc các vấn đề về tim mạch thì nên nói chuyện với bác sĩ để biết được hàm lượng cà phê của mình nên uống bao lâu là an toàn. Cô bác thân mến, Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Quý cô bác hãy để lại những bình luận và thắc mắc đến chương trình ngày hôm nay của chúng tôi và chúng tôi sẽ giải đáp trong những tập mới nhất. Cảm ơn và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày.